Hello, xin chào mọi người, đặc biệt là các bạn 2K3 đang theo dõi cái video này trên kênh Học Toán VN. Anh là Tiên, admin của kênh Học Toán VN. Thì hôm nay anh có đăng một cái bài như thế này để các bạn thảo luận. Thì đợt vừa rồi sau khi mà khóa 2K2 lớp của anh trải qua kỳ thi lần 1 xong, thì khoảng thời gian đó anh dành để giải lao, nghỉ ngơi, cho nên anh không có tương tác nhiều các bạn trên channel kênh Học Toán VN cũng như là ở trên cái kênh YouTube. Thì sắp tới đây anh cũng đang chuẩn bị cho các bạn một cái khóa học cho 2K3 hoàn toàn mới, tại vì phần nội dung anh vẫn đang update để nó có chất lượng hơn, chuẩn bị cho khóa học của 2K3, cho nên là anh chưa có thông báo cụ thể. Khoảng 1-2 tuần nữa thì anh sẽ thông báo cho các bạn 2K3 biết ha. Mình sẽ học theo chuyên đề cụ thể. Rồi khảo sát hàm số sẽ là chuyên đề đầu tiên. Câu này các bạn ta giải quyết như thế nào, đi vào một bài toán như thế này các bạn ha. Nếu các bạn để ý kỳ thi vừa rồi chúng ta đã diễn ra thì các bạn thấy những cái câu vận dụng cao về khảo sát hàm số nó khá là phức tạp ở cái dạng hàm hợp liên quan đến bài toán cực trị, được chưa? Tuy nhiên nếu các bạn không học cái nền thật kỹ thì rất là khó phân tích. Các bạn học Casio, các bạn học lung tung beng ra thì rất là khó phân tích những cái bài toán vận dụng ha. Bây giờ câu này nó ở mức độ vận dụng thôi chứ không phải vận dụng cao, anh thấy nhiều bạn cũng làm được. Thì trong video này anh sẽ giải thích chi tiết để cho những bạn nào mà không làm được các bạn hiểu ha. Cái ý đồ của bài toán này, cách mà ta phân tích đồ thị, một cái kỹ năng cực kỳ quan trọng trong kỳ thi của các bạn ha. Khi các bạn biết cách phân tích đồ thị rồi thì những cái câu nó liên quan các bạn có thể tự tin hơn rất là nhiều. Rồi, đọc đề nhá. Cho mình cái hàm số fx tập xác định d bằng r, có đạo hàm xác định và đồ thị là y bằng fx. Nhớ đọc kỹ đề, nó cho mình là fx hay là f' x hay là f2' gì mình phải đọc cho cẩn thận ha. Mình xác nhận một lần nữa trên đồ thị đây là fx, được chưa? Và những cái điểm này là những cái điểm giao với trục ox và cái đồ thị của mình, tức là nghiệm của phương trình fx bằng 0 nè. Rồi những cái điểm này là 3, 5, -1 này là những cái điểm gì các bạn? Điểm cực trị của cái đồ thị này, mình phải hiểu ha. Rồi hỏi cái hàm y bằng fx tất cả bình phương có bao nhiêu điểm cực tiểu. Ở đây nó không hỏi cực trị, hỏi cực trị thì đơn giản là bây giờ nó hỏi cực tiểu cho nên chúng ta phải ra được cái dạng đồ thị cuối cùng ha, hoặc là các bạn biến thiên gì đó. Đầu tiên mình cứ làm nguyên tắc chung thôi, các bạn cứ đạo hàm cho anh ha. Y phải liên quan tới cực trị, tức là cực đại cực tiểu thì mình phải đạo hàm y phải và coi những cái nghiệm của phương trình y phải bằng 0. Thì y phải chỗ này nó là u mũ n thì sẽ là n nhân u mũ n trừ 1 là nhân cho fx, rồi nhân cho u phải ở đây chính là f phải x, đúng chưa? Để cái nguyên cái f phải x này, y phải này để tí mình sát dấu ha, mình cho y phải bằng 0 để mình tìm những cái nghiệm, đúng không? Thì rõ ràng ở đây nó sẽ có một cái phương trình tích, hai là số dương mình không để ý ha. Ở đây fx bằng 0 và xấu á, fx bằng 0 và f phải x bằng 0, phải x bằng 0. Chúng ta quan sát này, tức là những cái nghiệm của hai phương trình này, phương trình số 1 và phương trình số 2, nó đều là những cái điểm mà có khả năng là điểm cực trị của cái hàm y phải, đúng chưa? Cho nên anh phải xét hết. Đầu tiên fx bằng 0 như những cái điểm anh vừa mới chấm đỏ thì anh gọi đây là a này, đây là b này, b nhỏ đi, đây là c nhỏ, đây là d nhỏ cho các bạn dễ hiểu ha. Đây là f phải x bằng 0 thì nó sẽ là những cái điểm này, 1 này, -1 này, 3 và 5, đúng không? Thằng này cho anh 3 nghiệm, thằng này cho anh mấy nghiệm? Cho anh 4 nghiệm, và anh phải lập cái bảng biến thiên nó lên chứ, đúng không? Đó, anh phải lập bảng biến thiên nó lên. Đấy, bảng biến thiên và anh sát dấu là xong. Các bạn đừng có nghĩ là lập bảng biến thiên gì nó ghê gớm ha, mình làm đơn giản thôi. Ở đây x nè, ở đây các bạn là y nè, y phải lên xuống như thế nào đó, được chưa? Các bạn sẽ đi từ nhỏ đến lớn sắp xếp các cái nghiệm của mình. A là nhỏ nhất, đúng không? Và anh để a ở đây, trước a thì nó phải là trừ vô cùng, tại cái hàm mình nó đi từ trừ vô cùng lên mà. Tại trừ vô cùng nè, đến a nhỏ nè, đến -1 nè, đó, đến b nhỏ nè, đến mấy? Đến 3 này. Đấy, tiếp tục đến C nhỏ đến 5, C nhỏ đến 5, đến đâu nữa các bạn? D nhỏ và đến dương vô cùng. D nhỏ và cái này là tới dương vô cùng ha, dương vô cùng. Đó, bây giờ mình sẽ coi sát dấu. Dấu ở giữa này nó sẽ như thế nào? Khi các bạn đã chia đủ các điểm cực trị như này thì dấu nó sẽ san kẽ nhau ha. Còn không thì mình dựa vào đồ thị để mình phân tích cho nó. Đầu tiên nè, từ trừ vô cùng tới A, trừ vô cùng là đây, tới A là đây. Các bạn thấy từ trừ vô cùng tới a thì cái fx của mình chính là cái đồ thị màu xanh, nó là cái đoạn này nè. Đấy, và đi xuống âm vô cùng đi lên luôn ha. Nó nằm bên dưới trục của x, tức là cái fx âm. Mình đang sát dấu là dấu thằng này nè, thằng y phải này nè, thằng này âm, được chưa? Số 2 này dương thì bỏ qua đừng chú ý ha. Thằng y này nó âm, thằng này nó âm. Thằng f phải nó dương hay nó âm các bạn? Cái hàm mình đang đi lên nè, đang đi lên tức là hàm mình đồng biến. Đồng biến thì f phải âm hay dương? F phải của mình nó dương, thằng này nó dương. Cho nên chỗ này mà âm mà nhân dương á thì tất nhiên chỗ này nó sẽ âm. Mấy đứa mà hiểu rồi thì thật ra mấy đứa chỉ lấy xen cả hết cho anh âm dương nữa là xong. Tuy nhiên anh cũng giải thích thêm 1-2 lần nữa để cho hiểu ha. Ví dụ cái đoạn từ a đến -1 nè, a tới -1 thì cái fx của mình nó hoàn toàn nằm bên trên trục của x, nó là đoạn từ đây tới đây, đúng không? Cái đồ thị fx là cái đường màu xanh này, tức là fx dương, thằng này nó dương. Còn f phẩy của mình nó cũng là đang đồng biến đi lên, cái hàm fx của anh nó đang đồng biến đi lên, cho nên f phẩy của mình nó cũng dương ha. F phẩy nó dương, vậy dương nhân với dương thì chỗ này nó sẽ ra dấu dương. -1 tới b nè, -1 nè tới b nè, có phải là fx của mình nó vẫn nằm bên trên trục của x, tức là fx mang giá trị dương, nhưng lúc này cái hàm của anh đang có xu hướng đi xuống, tức là hàm nghịch biến, đúng không? Nghịch biến thì lúc này f phẩy nó lại âm, fx dương f phẩy âm thì lúc này nhân lại với nhau thì nó sẽ âm. Đó, cho nên các bạn sẽ có dấu nó xen kẽ vậy thôi, xen kẽ vậy. Được chưa? Các bạn sẽ thấy nè, âm vậy nó đi xuống nè, đi lên nè. Thật ra không cần vẽ để làm gì ha, chúng ta nhìn trên này chúng ta thấy đổi dấu từ đâu, cực tiểu nè, tức là đổi dấu nó sẽ như thế này nè, đổi dấu từ âm sang dương là nhận một điểm cực tiểu. Ví dụ thằng này là anh nhận 1 điểm, điểm a này, thằng này dương sang âm là cực đại hoa, thằng này là 2 điểm này, thằng này là 3 điểm này, và thằng d này là 4 điểm. Vậy cuối cùng anh chọn câu a là được rồi, nhưng mà anh vẽ là để mọi người hiểu ha. Đi đó, nó đi xuống đi lên vậy đó ha, cái đồ thị của mình phát họa sơ sơ đó, đi lên đi xuống đi lên đi xuống đi lên đi xuống đi lên. Đây, 1, 2, 3, 4 điểm cực tiểu ha. Ở trên này nó đi từ dương vô cùng nè, ở dưới này, ở đây cũng lên dưới dương vô cùng nè, được chưa? Tại sao biết chỗ này nó dương vô cùng mấy đứa biết không? Mình phải hiểu ha, chứ không phải tự nhiên mình thấy nó ở trên này nó đi xuống dương vô cùng là mình điền dương vô cùng đâu. Tại vì cái hàm của mình y nè là bằng f bình phương của x. Khi x tiến về âm vô cùng, mọi người thấy sao? Âm vô cùng á, thì cái hàm fx của anh là có bên trong cái dấu này nè, nó đang đi xuống, tức là nó ở âm vô cùng, nhưng mà y là bằng f bình phương x, là số âm mà các bạn bình lên thì nó trở thành là dương vô cùng, thấy không? Rồi khi x tiến về dương vô cùng, mọi người thấy không, cái nhánh đồ thị này cũng đang đi về về dưới, tức là nó đi về âm vô cùng nhưng mà đang bình phương, cho nên cái nhánh này trở thành là dương vô cùng. Kiến thức liêm ha, nếu các bạn tham gia khóa học của anh sẽ giải thích rất là kỹ kiến thức bổ trợ cái phần liêm, tại vì tính liêm nó rất là quan trọng trong những cái bài toán sau này của mình ha. Ok, đơn giản vậy thôi, hy vọng là mọi người hiểu rõ bản chất và cách chúng ta phân tích cái bài toán ha. Quan trọng lắm, phân tích đồ thị cho kỹ, tại vì kỹ năng phân tích đồ thị ok thì các bạn sẽ tự tin và làm được rất là nhiều bài liên quan. Người ta cho, người ta biến đổi đi kiểu khác, mình cũng nắm vững cái kiến thức cơ bản mình phân tích thôi, chứ còn không thể nào mà đi thi nó sẽ giống lại để mình hỏi, hoặc đi thi nó sẽ giống lại những gì bạn học trên trường được, hiểu chưa? Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở phần video bài giảng tiếp theo. Mọi người nhớ comment bên dưới nhé, chia sẻ giúp anh video này. Xin chào và cảm ơn các bạn.